Mưa lũ do hoàn lưu bão số 3, tức bão Yagi, đã tàn phá nhiều vùng đất ở tỉnh Yên Bái những ngày đầu tháng 9 năm 2024. Những cơn mưa to và rất to đã gây ra lũ quét, sạt lở đất, khiến cuộc sống của người dân nơi đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều người rơi vào cảnh màn trời chiếu đất, mất đi cả những người thân yêu. Có hộ gia đình vừa xây xong nhà không lâu, nay lại ngậm ngùi nhìn ngôi nhà bị vùi trong đất đá. Mà lúc ấy thì đưa sạt đến nửa này xuống, là cô với lại còn cái nhà nó vẫn chưa sập. Là cô mới thấy sập ở đằng này xuống rồi thì cô mới chạy. Chạy ra đây thì cô mới ở trong này, cô ngó và thấy sập rồi cô mới rủ nhau hai chú cháu, hai vợ chồng chạy ra đây thì nước ngập lên đến đây à. Không chạy được xuôi nữa, chạy ra đây nước cũng xuống đây, lấy đây chạy theo cái ven này đi lên trên cái xóm như kia, lên trên đỉnh kia thì là xây nhà nó sập luôn. Theo thống kê tại tỉnh Yên Bái, bão số 3 đã khiến 54 người chết và mất tích, hàng chục người bị thương và hơn 27.300 ngôi nhà hư hỏng đổ sập, tổng thiệt hại hàng ngàn tỷ đồng. Con trai lai hai đứa cháu thì đi được qua chỗ vợ. Xong thì đến vợ em thì lại đi một mình đi sau, đến đúng bờ học thì vỡ bờ. Hai vợ chồng lăn xuống ruộng. Mong muốn tất cả đoàn thể cộng đồng giúp đỡ nhà em khôi phục lại những cái nhà để ở. Với tất cả sự khẩn trương, ngay trong thời gian mưa lũ càn quét, báo Thanh Niên đã kêu gọi cứu trợ đồng bào. Đến hết tháng 9 năm 2024, tổng số tiền và hàng hóa cứu trợ mà báo Thanh Niên đã nhận được từ bạn đọc trên cả nước là hơn 15,2 tỷ đồng. Đó là những tấm lòng vàng chia sẻ những mất mát đau thương với người dân các tỉnh thành miền Bắc chịu ảnh hưởng của cơn bão Yagi. Tại tỉnh Yên Bái, báo Thanh Niên đã phối hợp với tỉnh đoàn triển khai các hoạt động cứu trợ khẩn cấp, phối hợp với tỉnh đoàn trao gần 1 tỷ đồng cho những hộ gia đình có người mất và những hộ bị sập nhà. Trong số những thiệt hại đó, đau thương nhất là những trẻ em mồ côi. Nhiều em đã mất cả cha lẫn mẹ và phải sống nương nhờ người thân. Trước hoàn cảnh này, báo Thanh Niên đã phát động chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời nhằm bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão số 3. Ngày 4 tháng 10 năm 2024, báo Thanh Niên công bố chương trình và ký kết thỏa thuận bảo trợ 50 trẻ em mồ côi Lào Cai. Đến ngày 16 tháng 10, chương trình tiếp tục nhận bảo trợ thêm 24 trẻ em mồ côi tại tỉnh Cao Bằng. Tỉnh Yên Bái là địa phương thứ 3 mà báo Thanh Niên triển khai chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi sau bão. Từ sự kết nối đề xuất của tỉnh đoàn Yên Bái, báo Thanh Niên đã quyết định bảo trợ 12 trẻ em, học sinh mồ côi với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Mỗi trẻ em mồ côi được bảo trợ trong chương trình sẽ nhận được 2 triệu đồng một tháng, giai đoạn 1 là 5 năm. Buổi lễ ký kết bảo trợ trẻ em mồ côi tại Yên Bái nằm trong dự án Nối Vòng Tay Ấm do Trung ương đoàn tổ chức và chương trình Cùng Con Đi Tiếp Cuộc Đời mà báo Thanh Niên đã phát động vào ngày 16 tháng 9 năm 2024, bảo trợ các em nhỏ không may mắn mồ côi cha mẹ do đại dịch Covid-19. Đến nay, sau hơn 3 năm triển khai, báo Thanh Niên đã vận động được hơn 63 tỷ đồng, bảo trợ cho hàng trăm em nhỏ khắp nơi trên cả nước. Từ sự bảo trợ, các em đã có thêm cơ hội để tiếp tục đến trường, được nuôi dưỡng, trưởng thành trong vòng tay yêu thương của xã hội. Những đóng góp ấy đã trở thành nguồn động viên lớn lao, tiếp sức cho các em vượt qua nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống.